để hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường bất động sản hiện nay, Hiệp hội bất động sản Việt Nam đã phối hợp với báo Đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư và tạp chí Nhà đầu tư thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo "Triển vọng thị trường bất động sản 2017, tác động chính sách". Tham dự hội thảo gồm các chuyên gia kinh tế, các chuyên gia về bất động sản, tài chính, ngân hàng, đại diện các bộ, ngành, ngân hàng nhà nước Việt Nam, ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài, các nhà đầu tư bất động sản trong nước và ngoài nước các tổ chức nghiên cứu thị trường bất động sản, các công ty môi giới, phân phối bất động sản, đại diện các cơ quan báo chí. Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và đại diện các tổ chức đã cùng đánh giá tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam 2016 và dự báo thị trường bất động sản Việt Nam 2017, nhận diện cơ hội đầu tư kinh doanh. Hội thảo cũng giúp các cơ quan hoạch định chính sách tiếp cận ý kiến đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà đầu tư về các chính sách mới liên quan đến thị trường bất động sản. Hội thảo còn cho thấy vai trò của báo chí, nhất là báo chí kinh tế và vai trò của hiệp hội xã hội nghề nghiệp trong việc phản biện chính sách và vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan hoạch định chính sách. Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch hiệp hội khẳng định, thị trường bất động sản hiện nay đang có bước phát triển tương đối ổn định, niềm tin của khách hàng vào thị trường đã dần được phục hồi. Năm 2017, thị trường bất động sản tiếp tục đà tăng trưởng nhờ các yếu tố vĩ mô thuận lợi.